Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, từ khi đưa vào khai thác ngày 4 tháng 1 năm 2021 đến ngày 17 tháng 2, tuyến phà cao tốc Cần Giờ - Vũng Tàu đã khai thác hơn 400 chuyến phà với hơn 31.000 hành khách. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 thì tuyến phà có hơn 200 chuyến với 15.500 khách. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quốc Chánh, chủ đầu tư tuyến phà cao tốc Cần Giờ - Vũng Tàu cho biết, dự kiến từ năm 2021-2022, đơn vị sẽ tăng thêm 4 chiếc để đủ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa cho người dân địa phương và du khách. Dự tính đến năm 2024 sẽ có 12 chiếc phà cao tốc được đưa vào khai thác. Phà được thiết kế 2 thân, dài 45m, rộng 10m, công suất 2.900 mã lực, tốc độ tối đa 24 hải lý, tức hơn 43 km mỗi giờ. Khoang hành khách ở mỗi phà thiết kế 2 tầng với 330 chỗ, nhưng chỉ chở tối đa 190 người. Mỗi phà chở thêm được khoảng 10 ô tô, 100 xe máy và cả hàng hóa. Vé đi phà biển áp dụng cho mỗi lượt khách là 70.000 đồng. Khách đi xe chịu thêm phí tùy phương tiện, trong đó thấp nhất là xe máy và xe đạp giá 50.000 đồng mỗi xe và cao nhất 1 triệu đồng cho xe từ 8 tấn trở lên.